Theo ghi nhận, hơn 9 giờ ngày 19 tháng 7, trước cửa căn biệt thự màu trắng số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, 64 tuổi, quê Bình Định, xuất hiện nhiều xe biển số xanh của Bộ Công an. Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên đi vào căn biệt thự, làm việc tại các phòng trong căn biệt thự. Đến 10 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong căn nhà. Ở trước cửa và tầng hầm căn biệt thự có bốn cảnh sát cơ động đang bảo vệ bên ngoài đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam công ty cao su đồng nai công ty cao su bà địa bộ tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan Cụ thể, tháng 5 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Địa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Thuận là cựu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ, khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, có hơn chục người liên quan trong vụ án bị khởi tố. Theo nguồn tin của Thanh niên, bà Loan là người sáng lập xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai, bà Loan bị cho là có liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39 đến 39B bến Văn Đồn, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu đất có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước do tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam do công ty cao su Bà Rịa cao su Đồng Nai quản lý. Hồi tháng 5, bà Loan có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến khu đất 39 đến 39B bến Vân Đồn. Theo văn bản này, năm 2013, Quốc Cường Gia Lai đàm phán và ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa, đại diện ký gọi tắt là công ty Việt Tín về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín, chủ đầu tư dự án 39 đến 39B bến Vân Đồn. Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai trả 464,2 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai cho rằng chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao Su Việt Nam. Công ty Cao Su Đồng Nai và Công ty Cao Su Bà Địa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này. Trước khi thực hiện giao dịch này, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý công ty Phú Việt Tín cũng như là hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định thì mới ký hợp đồng để chuyển nhượng dự án. Tập đoàn Cao Su Việt Nam đã có văn bản thống nhất việc chuyển nhượng cho công ty Việt Tín 80% và công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín 20%, giai đoạn 1 là 99%, giai đoạn 2 là 1%. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án này, Quốc Cường Gia Lai lên kế hoạch triển khai dự án. Nhưng Hội đồng Quản trị Công ty đưa ra kế hoạch tập trung tài chính vào dự án Phước Kiển ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nên dự án 3939B Bến Văn Đồn phải chậm lại, không thể đầu tư hai dự án cùng lúc. Từ đó, Hội đồng Quản trị quyết định bán dự án 3939B Bến Văn Đồn để bớt gánh nặng về tài chính, tránh rủi ro cho công ty và cổ đông. Nói về việc có đấu giá, bà Loan cho biết đây là vấn đề pháp lý của dự án do cơ quan chính quyền và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thời kỳ cách đây 10 năm. Theo văn bản, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong thời kỳ này đều được công ty thực hiện kê khai hạch toán báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện C03 đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 7, hàng chục cảnh sát Bộ Công an và Viện Kiểm sát có mặt tại căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bên ngoài, nhiều xe công vụ biển xanh của Bộ Công an dừng đậu bên đường, Phía trong, cảnh sát làm việc. Đây là một trong các động thái của Bộ Công an trong việc mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Bà Loan bị cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 3939B bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Theo bản án hình sự sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan cùng những người liên quan, hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã QCG, hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để thi hành nghĩa vụ cho bà Lan trong toàn bộ vụ án. Đồng thời, tiếp tục kê biên các bất động sản liên quan đến Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo nghĩa vụ của công ty, tiếp tục kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 1 hecta thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển và giao cục C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. 475 bất động sản liên quan đến quốc cường Gia Lai bao gồm 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển và 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, bà Trương Mỹ Lan sử dụng công ty cổ phần đầu tư Sunny Iceland để ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với quốc cường Gia Lai, giá trị hợp đồng là 14.800 tỷ đồng. Trong đó, Sunny Iceland đã thanh toán cho quốc cường Gia Lai gần 2.883 tỷ đồng để quốc cường Gia Lai tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Sunny Iceland nhận từ quốc cường Gia Lai các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Quốc cường Gia Lai khởi kiện Sunny Island ra trọng tài thương mại về việc Sunny Island không thanh toán tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng hứa mua hứa bán ngày 29 tháng 3 năm 2017. Theo đó, Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành phán quyết số 63-20HCM ngày 10 tháng 5 năm 2023 tuyên bố rằng Quốc cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán là đúng quy định theo hợp đồng và quy định của pháp luật không tuyên quốc cường Gia Lai thanh toán số tiền cho Sunny Island. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định hủy phán quyết trọng tài theo quyết định số 2542-2023 quy đề PQTT ngày 5 tháng 12 năm 2023. Để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước và đảm bảo quyền lợi của bên liên quan, Hội đồng xét xử xét cần tiếp tục kê biên các tài sản nói trên để đảm bảo việc quốc cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan. Số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bà Lan trong toàn bộ vụ án. Nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan nêu trên. 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do Trần Duy Bình, Trần Tuấn Anh, Nhan Nhật Phương đứng tên sở hữu. Ba cá nhân này khai góp tiền cùng ông Nguyễn Ngọc Dương đã chết để mua các thửa đất này còn bà Trương Mỹ Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để ông Nguyễn Ngọc Dương mua khu đất khoảng 1 hecta thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Hội đồng xét xử xét hiện ông Nguyễn Ngọc Dương đã chết, các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định các bất động sản này là của bà Trương Mỹ Lan. Để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định, Hội đồng xét xử xét cần tiếp tục kê biên các bất động sản này. Giao C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án. Bản án cũng nêu rõ, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, còn giao cho bà Trương Mỹ Lan giữ 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền tiền. Năm 2010, Quốc Cường Gia Lai được chấp thuận địa điểm đầu tư dự án Bắc Phước Kiển có quy mô 91,6 ha. Sau đó công ty đã đấu thầu dự án và trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu từ năm 2015, được công nhận chủ đầu tư và trình chấp thuận đầu tư trong cùng năm. Năm 2016, dự án được duyệt quy hoạch 1 trên 2000, năm 2017 được duyệt quy hoạch chi tiết 1 trên 500 và được chấp thuận đầu tư dự án. Tháng 4 năm 2019, được chấp thuận đầu tư hạ tầng. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 63.000 tỷ đồng và quốc cường Gia Lai không đủ khả năng tài chính để làm, nên phải hợp tác cùng Sunny Island, theo lời kể của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Từ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng nhận trước từ đối tác Sunny Island mua dự án Bắc Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai đã tất toán nợ vay dài hạn gần 1.380 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, mã BIZ, chi nhánh Quang Trung và tạm ứng đền bù cho dự án Bắc Phước Kiển. Sau khi xảy ra tranh chấp, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai từng đề cập đến các trường hợp có thể xảy ra. Nếu quốc cường Gia Lai thua kiện, công ty phải hoàn trả toàn bộ 2.883 tỷ đồng và đến 50% giá trị hợp đồng, tương đương 1.442 tỷ đồng, tương đương tổng số tiền phải trả là 4.325 tỷ đồng. Đến khi dự án nằm trong diện điều tra liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, quốc cường Gia Lai có kế hoạch bán các dự án nhà máy thủy điện để hoàn trả 2.883 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 3 năm 2024, Tổng tài sản của quốc cường Gia Lai gần 9.516 tỷ đồng, trong đó tồn kho chiếm khoảng 74%, tương đương 7.034 tỷ đồng. Phần lớn tồn kho là giá trị dở dang tại dự án khu dân cư Phước Kiển, chiếm trên 5.000 tỷ đồng từ năm 2017. Khoản phải trả 2.883 tỷ đồng cho Sunny Island, chiếm 56% tổng nợ phải trả của công ty. Trong khi đó, lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp này đã ở mức thấp trong nhiều năm. Tính đến cuối tháng 3, Số dư tiền trên tài khoản của công ty còn khoảng 30 tỷ đồng.